là lý do mà chứ mình không thể nào hỏi hết được, đúng không các bạn? Nếu mà mình hỏi hết được thì càng tốt, đúng không? Ví dụ bây giờ mình khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân khi đến khám tại bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2023, mình có thể hỏi hết tất cả bệnh nhân khi đến khám tại Chợ Rẫy trong năm 2023 không? Không, không thể nào. Không thể nào, quá nhiều. Nhưng mà mình đi học một số thôi, nhưng mà trong lúc này mình sẽ thành tính ra cái cửa bảo mình sẽ gặp đi khám tại bệnh nhân. Thì trong cái bài, cái đoạn sau thì cô Linh sẽ dẫn bạn về cái tính của mình. Sau khi mình tính xong á, và mình đã dự kiến được là mình đi khảo sát tầm, ví dụ như giả sử là ví dụ mình tính ra thì mình đi khảo sát tầm 400 người đi. 400 người thì đương nhiên mình phải dự đồ dư dư ra một xíu, đúng không? Mình sẽ có thể là mình khảo sát 450, bao nhiêu đó thì nhiều tí. Để có sẽ có những trường hợp là người ta trả lời cái khảo sát của mình nó không hợp lệ á, mình bỏ ra, đúng không? Có những cái khảo sát không đúng, không chính xác thì mình bỏ ra. Thì nó, mình sau đó mình lấy lại đúng 400 phiếu như thế này. Rồi sau đó mình phân tích cái đó. Thì phân tích ở đây các chị có thể dùng nhiều phương pháp. Thì đối với cái môn này thì các thầy cô sẽ hướng dẫn các chị những cái phương pháp gọi là những pháp cơ bản nhất. Thời gian thì nó rất cơ bản. Rồi, còn những anh chị nào mà mình làm nghiên cứu mà chuyên sâu hơn, sau này mình làm đề tài thạc sĩ hoặc là làm, nếu mà làm khóa luận thì các chị sẽ làm những cái phương pháp mà nó phức tạp hơn chút xíu. Còn đó, phương pháp này là những phương pháp phổ thông thôi, nên đơn giản nhất thôi. Thì ở đây mình có học 4 phương pháp. Thứ nhất là phân tích thông cho mô tả, thứ hai phân tích ANOVA một cái tố, thứ ba phân tích tương quan, và thứ tư là phân tích hồi quy đơn giản. Được chưa? Rồi. Thì tùy vào cái dữ liệu của mình nó như thế nào mà mình dùng phương pháp khác nhau thôi các chị. Được chưa? Ví dụ như phân tích thông qua mô tả, mình sẽ dùng trong trường hợp là mình mô tả lại một cái dữ liệu bình thường, đúng không? Dữ liệu bình thường. Thì ở đây không biết là các chị mình học lớp trung học rồi thì mình có phân biệt được cái bài là dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính hay không, hay là biết định lượng biết định tính đó, đúng không? Phân biệt được, đúng không? Môn phương pháp trung học của mình là ai dạy hết? Thầy Hiệp, đúng không? Thầy Hiệp mà có Quang Thảo, đúng không? Mình là mới học. Đó, thì ví dụ ở đây mình có một cái bản dữ liệu như vậy các chị. Thì các chị cho thầy biết ví dụ như là cái giới tính này là biết định tính hay biết định lượng? Định tính. Thu nhập. Lượng. Rồi bây giờ các chị mà vô cái gì để chị biết nó định lượng hay định tính không? Số, xác định cụ thể. Nếu mà có số là định lượng, đúng không? Có xác định cụ thể là định lượng. Xác định cụ thể. Ví dụ trường hợp, ví dụ như đây thầy, giới tính này thầy mã hóa nó là nữ là không, nam là một đây. Thì thầy sẽ ghi chỗ này là gì? Không, 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 một, không, một, không, một là số, đúng không? Nó là định lượng. Định lượng. Định lượng. Nó vẫn là định tính. Nó vẫn là định tính nha chị. Tại chị phải hiểu là giới tính đó, nó có hai giá trị, một là nam, hai là nữ, đúng chưa? Như vậy là cái nam với nữ đó mình không thể nào mình đo được, đúng không chị? Không đo được, biết định tính mình không thể nào đo được, đúng không? Bây giờ giả sử như cái biết định lượng đây, ví dụ như thu nhập của một người tháng thu nhập 5 triệu, 10 tháng thu nhập 10 triệu thì mình có so sánh được không? Được chứ, 10 triệu lớn hơn 5 triệu. Nó không đo được. Nó đơn vị đo mà nó là ví dụ như Việt Nam đồng, đúng không? Rồi. Còn ví dụ giới tính nam với nữ thì mình đâu có thể nói nam lớn nữ hay nữ lớn nam, đúng không? Thì nam lớn nữ hay nữ lớn nam thì không so sánh được, đúng không? Đó thì chị lưu ý về cái bản chất của cái dữ liệu. Thì đó. Thì tại sao thầy hướng dẫn chị phân biệt? Tại vì thầy nói đó, ví dụ phân tích thông tin mô tả sử dụng trong trường hợp mô tả một dữ liệu bình thường. Ví dụ mô tả cái dữ liệu thu nhập trung bình của người Việt Nam
đến một cái lượng. Tức là ở đây một cái nghiên cứu mà khảo sát sự ảnh hưởng của một yếu tố định tính lên yếu tố định lượng. Thì mình dùng A cộng 3 cũng không? Tương quan hoặc quen là mình sẽ dùng trường hợp 2 với định lượng. Thì cái này tùy vào trường hợp, thì cái này mình sẽ tập ở các buổi 4 và 5 nhé chị. Đó. Thì đó, anh chị phải lưu ý cái này là mình không dùng định tính được. Rồi. Khi mà mình phân tích dữ liệu, các chị sẽ tập làm quen với một cái số đó gọi là V-value. Thì do V-value. Và cái V-value này thì ở đâu? Thì nó là mình sẽ dùng cái phần mềm phân tích, nó sẽ trao ra cái V-value này. Nên chị chỉ cần hiểu đơn giản vậy ha. Còn nó tính như thế nào thì mình không cần quan tâm ha. Vì cái đó là máy tính nó tính giùm mình. Đương nhiên nó có cái phép để tính, nhưng mà mình không cần phải học hết. Để nó tốn thời gian của mình, nó lại không cần thiết ha. Mình chỉ ứng dụng thôi. Như vậy là cái số V-value này là mình nhập dữ liệu cho cái phần mềm và phân tích nó sẽ ra. Rồi cái alpha này là mất ý nghĩa. Mất ý nghĩa thì thì khi mà mình nghiên cứu với chị thì mình sẽ đưa ra cái độ tin cậy cho cái nghiên cứu của mình. Độ tin cậy ví dụ mình sẽ công bố với người ta là gì, tôi sẽ nghiên cứu cái này với độ tin cậy là 90%, 95% hay 99% gì đó. Cái độ tin cậy đó mình tự công bố. Thì cái độ tin cậy là nó sẽ ảnh hưởng với cái gì, ảnh hưởng với cái cỡ mẫu mà bên chị đi khảo sát. Khi mà độ tin cậy càng cao có nghĩa là chị phải khảo sát càng nhiều, đúng không? Đúng chưa? Đó. Bây giờ giả sử như thầy đến tính cân nặng trung bình của lớp mình đi. Lớp mình tầm 4 mấy người đúng không? Nặng trung bình của lớp mình. Thầy lấy cái cân đúng không? Thầy cân hết lên 4 mấy người, cứ mỗi người cân là còn lại chia ra 4 mấy đó đúng không? Như vậy là cái này là mức độ tin cậy là nó cao đúng không? Thì mình cân hết toàn bộ đúng không? Toàn bộ lớp, toàn bộ giáo số. Là 100%. Nhưng mà bây giờ giả sử như mình làm một cái nghiên cứu mà đó như nãy thầy nói khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân khi đến khám bệnh viện giờ rảy đúng không? Thì không thể nào mình khảo sát hết toàn bộ bệnh nhân được. Như vậy lúc này độ tin cậy của mình nó sẽ giảm xuống ha. Thì thông thường người ta hay sử dụng cái độ tin cậy là 90, 95 hay 99 vậy đó. Thì tương ứng như vậy ha, cái mức ý nghĩa nó sẽ bằng 1 trừ đi cái độ tin cậy kiểm định. Ví dụ 1 trừ đi 90% là còn không phải 1, 95% là 1%. Thì các value sau alpha này mà mình chọn HA là H0, HA là gì? H0 là gì? H0 chính là cái giả thiết thống kê. Giả thiết 0, còn HA là giả thiết thay thế. Thì lát nữa thầy sẽ hướng dẫn các chị cách đặt giả thiết nghiên cứu và giả thiết thống kê. Rồi sau đó mình phân tích ra value sau alpha mà mình kết thúc. Thì những cái này qua tuần sau mình mới học. Thì thầy nói trước thôi. Như là thầy mới hướng dẫn xong chị về cái quy trình để một lần nghiên cứu có dữ liệu. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái phần mà thầy dạy hôm nay, đó là cách đặt một cái giả thiết nghiên cứu cũng như là một cái giả thiết thống kê cái gì ha. Rồi giả thiết nghiên cứu ha là nó mô tả sơ lược về cái nội dung nghiên cứu của mình. Rồi thì bây giờ ở đây ha, giả sử như thầy muốn nghiên cứu, muốn biết được rằng là giới tính này có ảnh hưởng đến giá trị mỗi lần mà thuốc hay không. Tức là ở đây ha, các chị người ta muốn biết được rằng những cái yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến giá trị mỗi lần mua thuốc. Mua thuốc ở đây ví dụ người ta đi tới cái nhà thuốc này của mình họ mua đó, thì thường họ mua nhiều tiền hay ít tiền là nó sẽ phụ thuộc vào cái gì, đúng không? Có thể phụ thuộc vào tuổi của họ, có thể phụ thuộc vào giới tính, có thể phụ thuộc vào nghiệp thu nhập, có thể phụ thuộc vào các cái lý do dùng sản phẩm, hoặc là phụ thuộc vào tầng sức mua, một thông tin gì đó cũng vậy. Người ta lấy hết những cái dữ liệu có thể mà người ta nghi ngờ. Bây giờ giả sử thầy đang nghi ngờ giới tính này có thể ảnh hưởng đến giá trị mỗi lần phụ thuộc, có nghĩa là gì? Thầy đang nghĩ rằng là không biết là nam với nữ thì cái giá tiền, cái giá trị mỗi lần họ mua thì có khác nhau không? Đúng không? Nam hay nữ thì người ta mua nhiều tiền hơn như thế này.
Rồi bây giờ thầy nghĩ rằng nhớ đến có thể ảnh hưởng đến giá trị của lòng đúng không? Cái này chưa biết đúng hay sai nha anh chị. Ở đây là chị đã khảo sát xong rồi, bây giờ mình phân tích mình biết đúng hay sai. Thì trước khi mình phân tích mình sẽ đặt một cái giả thuyết cho cái này. Thì đó là giả thuyết nghiên cứu ha, là giả thuyết nghiên cứu trước. Thì chị lưu ý là giả thuyết nghiên cứu nó sẽ có bốn cái cụm để chị nếu thì có thể mình nói ý nghĩa trên. Được chưa? Nó lại luôn muốn có bốn cái cụm này, bốn cái từ này. Rồi bây giờ anh các chị cũng lấy giấy bút ra mình ghi lại một cái giả thuyết nghiên cứu á, anh sẽ đọc một cái giả thuyết nghiên cứu chị ghi lại và các chị sẽ tự suy nghĩ về cái giả thuyết đó ha. Mình đều ghi lại vô slide ha, để có gì mà sao mình đi thay thì mình sẽ được. Không, thay được sử dụng tài liệu nhưng mà tài liệu là do mình ghi. Nhân cho cho tài liệu thầy cô cho chỉ là một phần thôi, còn trong lúc học mình sẽ ghi nữa. Rồi nếu giới tính có ảnh hưởng đến giá trị mỗi lần mua thuốc. Nghe lấy giới tính có ảnh hưởng đến giá trị mỗi lần mua thuốc. Thầy giới tính khác nhau. Giá trị mỗi lần mua thuốc có thể khác nhau. Giá trị mỗi lần mua thuốc có thể khác nhau. Rồi, được chưa? Có ý nghĩa thống kê. Cái câu cuối cùng là giá trị mỗi lần mua thuốc có thể khác nhau, có ý nghĩa thống kê. Được chưa? Tức là ở đây là nó đúng này, bốn chữ thầy có nói nó thấy đúng không? Nếu thì có thể, có ý nghĩa thống kê. Thì mình nói là nếu thì có thể, bởi vì là cái này là giả thuyết mà chị ha, chưa có biết là nó đúng hay là sai, nên mình nếu thì có thể thôi. À, còn có ý nghĩa thống kê bởi vì mình sẽ dùng phân tích thống kê để mình xem thử là nó có đúng hay là không. Như vậy thì mấy chị thử ngồi đọc lại cái câu đó đi ha, một phút thì chị đọc lại. Anh chị có thấy là cái câu đó nó có chỗ nào không thì cũng sẽ anh chị cứ hỏi ha. Thank you.
các chị mình đọc cái đó là mình có lấn cấn chưa nào không ha? Xem có lấn cấn không? Có hả? Rồi lấn cấn chưa nào? Nếu giới tính có ảnh hưởng đến giá trị mỗi lần mua thuốc thì giới tính khác nhau, giá trị mỗi lần mua thuốc có thể khác nhau. Có gì vấn đề là chỗ nào? Mình bỏ qua những có nghĩa thống kê thôi, tại vì có nghĩa thống kê là để vô để mình sẽ phân tích thống kê thôi, còn mấy cái đoạn trước đó. Giới tính ảnh hưởng đến giá trị mỗi lần mua thuốc thì giới tính khác nhau, giá trị mỗi lần mua thuốc có thể khác nhau. Đúng không? Có thể mua ít hơn. Nếu cái này ảnh hưởng đến cái kia thì cái này khác thì cái kia có thể khác kiểu vậy thôi. Giống như nếu đứa bạn vào cạnh mình là ảnh hưởng đến mình ấy, ảnh hưởng đến điểm thi của mình đúng không? Thì cái đứa khác thì nó ngồi thì điểm nó khác đứa mà đúng không? Hai bên nó đứa giỏi nó vào gần mình thì điểm nó cao hơn, còn đứa dở vào mình thì có thể thấp hơn. Dạ. Yeah. Vậy đó. Kiểu gì thôi ha. Nếu bạn kế bên. Nó ảnh hưởng đến điểm số thi của mình, điểm số của mình. Thì bạn kế bên khác nhau. Điểm số của mình thì có thể khác nhau. Dạ. Yeah. Cái này thấy đúng không? Rồi nó kiểu như vậy thôi ha. Như vậy là bây giờ đó thì như thầy nghi ngờ như vậy ha, thì sẽ làm cái thử thì đặt giả thiết bây giờ. Rồi tiếp theo là mình có cái giả thiết thống kê đó chị. Cái giả thiết vừa rồi các chị lưu ý thầy nó tên là giả thiết nghiên cứu nha. Tiếp theo mình có giả thiết thống kê. Giả thiết thống kê là nó mô tả những cái khả năng có thể xảy ra của cái nghiên cứu. Bây giờ thầy hỏi anh chị nè, thầy đang nghi ngờ rằng giới tính có thể ảnh hưởng đến giá trị mỗi lần nghiên cứu. Như vậy sau khi mình phân tích dữ liệu xong thì có mấy kết quả có thể xảy ra cái gì? Có nghĩa là một á, là giới tính này nó không ảnh hưởng giá trị của lượng thuốc đúng không? Hai là nó có ảnh hưởng đúng không? Chỉ có hai kết quả thôi. Như vậy thì H0 sẽ là gì? H0 nó sẽ luôn có gì không? Như vậy H0 sẽ là gì? Giới tính không ảnh hưởng đến giá trị của lượng thuốc. Còn HA là giới tính có ảnh hưởng đến giá trị. Thì các chị lưu ý với thầy cái chữ H0 với HA này. H0 thì người ta gọi là giả thiết không. HA đó thì người ta gọi là giả thiết thay thế. Không phải tự nhiên người ta đặt chữ A là các chị đặt chữ gì cũng được nha. Các chị không thể là H0, H1, H2, H3 rồi người ta là H2, 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 H2 nha. Nó mà phải là HA là bởi vì là chữ A nó là viết tắt của chữ là alternate, có nghĩa là alternate có nghĩa là thay thế. Đúng chưa? Như vậy theo các chị thì giả thiết H0 với H2 thì cái nào sẽ có đứa cái gì ha? Tại vì mình đã nói A là giả thiết thay thế đúng không? Thay thế thì nó phải có gì? À, sao? Các chị lưu ý ha, như vậy H0 phải biết trước và H2 là phải biết sau, đó là cái nguyên tắc nha. Mà sao các chị thay thì nhớ thành cái chỗ đó. Chứ còn mình biết đường là không đường, tại vì quy tắc là như vậy nên có nhiều cái đó là thành một quy tắc. H A là những cái thay thế, nó phải có sao? Anh chị lưu ý ha. Rồi như vậy thì đó là đặt cái giả thuyết nghiên cứu là giả thuyết cây. Xong phần này là phần rất dễ và các chị sẽ được khoảng 2 điểm cho cái phần này. Trong bài thi cuối kỳ 10 điểm thì có 2 điểm. Đúng rồi, H0 sẽ là giới tính không ảnh hưởng đến giá trị của lượng thuốc và H2 là giới tính có ảnh hưởng đến giá trị của lượng thuốc. Được chưa? Đó. Cái gì lưu ý ha? Đó, thì nói chung H0 nó sẽ mô tả không ảnh hưởng này, không phụ thuộc hoặc là không khác nhau gì đó. Thì tùy vào cái nghiên cứu anh chị.
ví dụ như có những nghiên cứu người ta muốn biết được là cái gì, điểm số của lớp A và lớp B nó có khác nhau hay không, đúng không? Thì không, cho nên là điểm số lớp A lớp B không khác nhau, mà A là điểm số của A và lớp B có khác nhau, tức là không phụ thuộc, không ảnh hưởng, không khác nhau, là cũng là cũng một loại ha. Rồi A là nó sẽ là thuộc là rồi. Đó thì như vậy thầy hướng dẫn các chị cách để mình đặt giả thuyết rồi ha. Thì bây giờ cái bài tập của mình là gì? Đó là hồi nãy là thầy có chọn hai cái yếu tố này để đặt giả thuyết nghiên cứu đúng không? Ok, bây giờ chị sẽ làm tương tự như vậy. Tức là các chị cũng sẽ lựa thầy hai yếu tố nào đó và các chị đặt giả thuyết nghiên cứu cho nó chị đặt giả thuyết hay. Nhưng lưu ý khi được chọn thì đừng có lựa chọn nó vô lý. Có nhiều thứ vô lý thì mình không nó chán được cái vô lý. Mình tự nhiên như thế. Ví dụ bây giờ thầy nghi ngờ rằng cái gì giới tính nó có thể ảnh hưởng đến tuổi, đúng không? À sorry, giới tính có thể ảnh hưởng tuổi được không? Có thể gì theo quyết định không? Tại sao không? Tại sao giới tính không ảnh hưởng tuổi được? Có thể tuổi à. Đó, quan trọng là mình thấy là nó cứng cứng đúng không? Mình giải thích tại sao nó không? Nên bây giờ giả sử ha. Giới tính là do gen. Ví dụ thầy sinh năm 2000. Năm nay thầy mấy tuổi? 24. Đó ví dụ thôi chứ đừng ngơ ngác. Ví dụ. Nó ví dụ thôi mà. Ngơ ngác dữ vậy. Thầy diễn cho nó giả trân chứ tự nhiên quá. Ví dụ sinh năm 2000, năm nay bao nhiêu tuổi vậy? 24. Rồi, thầy 24 tuổi. Giới tính gì? Nữ. Tính nào? Thứ ba. Có bạn nào nói không biết vậy? Giới tính thứ nghi ngờ giới tính thứ ba. Ai nói không biết? Thầy có con rồi. Ok, coi như thầy đọc cái dòng coi như nam đi ha. Thầy đọc khác. Nam. Dạ. Rồi. Như vậy, năm nay thầy 24 tuổi và giới tính đen đúng không? Giả sử bây giờ mình đi chuyển giới đi. Chuyển thành nữ. Như vậy mình mấy tuổi? 24. Nó bằng 24 tuổi á, như vậy mình sẽ nói ra gì? Giới tính là mình mấy tuổi đúng không? Bây giờ cho dù bây giờ mình chuyển giới thành nam, nữ hay gì đó, thì mình bằng cái tuổi đó. Thì giới tính không thể ảnh hưởng đến tuổi được. Đó thì chị lưu ý là mình nên đặt những cái giả thiết nó quá vô lý. Thằng là những cái gì mà liên quan đến thứ tự trước sau ấy, ví dụ như cái này nó có trước cái kia nó có sau, mà mình chỉ nói cái có sau nó ảnh hưởng đến cái có trước thì nó hơi kỳ đúng không? Thì nó nói chung là mình sẽ phải cân nhắc, mình chọn hai yếu tố phù hợp. Được chưa? Mình có muốn lấy không? Rồi. Ha, bây giờ thầy sẽ gửi cho chị cái file này ha. Và anh chị sẽ đặt một giải thích nghiên cứu trong đặt những cái. Các chị có thể đặt nhiều cái ha. Đúng rồi. Cái có thể dựa trên cái câu hỏi của thầy. Mình chọn hai yếu tố và đặt thiết cứu cho anh chị. Và các chị làm ở đâu các chị ghi lên trên cái file buộc cho thầy ha, mở file nó xuống một lên vào đi cái đó. Rồi lát nữa thầy sẽ mở máy một số bạn để thầy kiểm tra coi là mình sửa chung với lớp á, thì các bạn viết càng nhiều thì mình sẽ có nhiều cái để sửa nha. Rồi đặt nghiên cứu sau đó đặt đến cái kênh tương ứng nha. Rồi mình làm cái tầm 15 phút đi ha, 20 phút nha. Được nha, rồi sau đó mình sửa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cha tí nha. Có thể nha. Không nhập không ảnh hưởng tới điện thoại của tôi. Rồi. Không. Nếu là điện phẩm hay không ảnh hưởng tới tác dụng thuốc. Tôi mới nhìn thấy của bạn. Thì vậy anh thầy sẽ cho các bạn một bản yêu cầu các bạn viết những cái điểm sai đúng không? À, thì phải có đúng các bạn đâu. Đừng chán. À, nó phải có nha các bạn nha chị. Cái này nó không có này. À, nghi ngờ này là
lá nó có thể ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp, đúng không? Thì cái này là nghi ngờ thì thầy cũng biết rồi, mà thầy sẽ khảo sát nhiều nhiều kiến, thầy sẽ khảo sát, thầy sẽ khảo sát với sinh viên học này, thì nào bạn học mình xem là cái việc hút lá có ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp không, thì thực ra thầy sẽ khảo sát cái gì, thầy sẽ hỏi người ta là có hút lá hay không hút. Bây giờ mình chúng ta sẽ trả lời thầy là có hoặc là không thôi nha. Cái này không có hỏi là hút bằng mấy tiếng hay hút bằng suất bao nhiêu nha. Thì là có hút hay không hút. Rồi thầy sẽ đo cái khác của những người đó lên. Thấy chưa? Dự kiến vậy ha. Đó, ví dụ vậy. Thì bây giờ anh chị sẽ đặt như này cái giả thiết nghiên cứu. Bây giờ thầy tính nghiên cứu giờ thì đặt giả thiết như này. Có chị hiểu cái hiểu rõ đề bài không? Chị nào mà có thể chờ với tay rồi, ok, với tay như này, xin lỗi ha. Vấn đề là việc hút thuốc lá khác nhau là sao? Em đi
mình không hiểu được. Thầy ơi cho em. Cái chỗ đó, chứ còn này nó giống như kia thì cũng đâu có. Thưa thầy là nếu mà có hút thuốc lá. Ừ, đọc lên, đọc lại. Nếu gì? Nếu có hút thuốc lá thì có thể ảnh hưởng tới cao huyết áp. Thì hút thuốc lá hay không có thể tăng huyết áp hoặc không tăng huyết áp có ý nghĩa chưa? Được lắm. Rối quá. Đâu thầy không có rối gì nghe. Đâu. Có hút thuốc lá ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp thì việc hút thì việc có hút thuốc lá. Các anh chị từ từ suy nghĩ ha, các anh chị từ từ suy nghĩ này, lưu ý này, mình không thể áp dụng cái câu như của thầy hồi nãy được chưa? Tại vì là trong nếu như vậy thì thầy hỏi làm gì nữa? Đúng không? Thì việc hút thuốc lá khác nhau nó sẽ không có ý nghĩa, cái câu đó nó khó. Em sửa lại. Có ý nghĩa không nhớ? Bây giờ các chị từ từ hãy suy nghĩ cho kỹ ha, miễn sao các chị sử dụng cho thầy đủ khéo thì có thể có thông kê rồi. Thưa thầy là nếu mà có hút thuốc lá có ảnh hưởng tới cao huyết áp thì có hút thuốc lá hay không có thể tăng huyết áp hay không sẽ có ý nghĩa thống kê được đó. Em thầy nó là ngoài quá. Nếu hút thuốc lá ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp thì việc hút thuốc lá và hay không hút thuốc lá có thể ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp khác nhau. Nếu hút thuốc lá ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp thì hút thuốc lá tần suất khác nhau nó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp khác nhau, có cái chuyện không kê nghĩa là có hay không mà nếu hút thuốc lá có ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp thì người hút thuốc lá và không hút thuốc lá sẽ có thể có chỉ số huyết áp khác nhau, có nghĩa thống kê đúng rồi đó. Được chưa? Được chưa anh chị, đỡ rối rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu việc hút lá có ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp thì thì cái gì? Người hút thuốc lá thì chỉ số huyết áp của người hút thuốc lá và người không hút thuốc lá có thể đúng không? Có đi nghe cũng tương tự như tao chạy rồi đó. Đúng không? Cái ngắn một xíu. Đồng điểm đấy ạ. Thì nha, như vậy thì lưu ý là cái gì? Khi mà đặt ra cái nghiên cứu thì hai mình đừng có lúc nào mình cũng chỉ áp dụng một công thức hay gì. Nó sẽ tùy theo cái bối cảnh ha, để các chị đặt cho nó phù hợp. Miễn sao ha, nó phải có cái gì? Nếu thì có thể có ý nghĩa thông tin. Thì bây giờ thầy sẽ đọc lại cho anh chị cái câu giống như hồi nãy thầy đọc rồi á. Là gì? Giới, nếu giới tính có ảnh hưởng đến giá trị mỗi lần hút thuốc thì giới tính khác nhau. Từ thầy thôi. Cái câu hồi nãy thầy đọc rồi, giờ đọc lại thôi. Thì giá trị mỗi lần hút thuốc có thể khác nhau, có nghĩa okay, đúng không? Câu thì ví dụ hồi nãy thôi. Rồi cái câu đó mình có thể sửa lại là gì? Nếu giới tính có ảnh hưởng đến giá trị mỗi lần hút thuốc thì giá trị mỗi lần hút thuốc của nam và nữ có thể khác nhau, đúng không? Có ý nghĩa thống kê. Tức là một cái giả thiết có thể nó được đặt theo nhiều cách, đúng không vậy? Miễn sao cái cách nào mà mình đọc lên mình phải thấy hiểu nha, mình thấy dễ hiểu. Đó, thưa anh chị là nó phải có nếu thì có thể có nghĩa thống kê, còn lại anh chị làm sao mà mình đã hiểu được? Rồi như vậy mình sẽ nghĩ ra tầm 10 phút thôi, sau đó mình vô học thiết. Rồi cái gì nói gì đọc lời tên gì ha? Lại là gia đình.
đi cứu cô nha. Nó đã được kiểm nghiệm chưa?
rồi chứ, nhưng mà không có hầu hết mà làm lấy mẫu thôi, chỉ lấy mẫu thôi. Thì nếu mà con chị á, sẽ nói là rồi chứ, tất nhiên là rồi, nhưng mà không phải. Người ta kiểm nghiệm là người ta kiểm những cái viên thuốc mà cùng lô với cái viên thuốc đó thôi. Còn những cái viên thuốc mà hiện nay bán ngoài thị trường thì nó là chưa có được kiểm nghiệm thôi chị. Người ta chỉ kiểm nghiệm gì? Học dụng mình biết không? Người ta chỉ kiểm nghiệm những cái viên thuốc mà cùng lô với những cái viên thuốc bán ngoài thị trường. Và phải đảm bảo làm sao là những cái viên thuốc được kiểm nghiệm và những cái viên thuốc mà đang bán ngoài thị trường á, nó có chất lượng đồng đều với nhau. Do đó là các chị sẽ có một cái môn học ở trong chương trình, đó là môn đảm bảo chất lượng thuốc á. Biết học chưa? Hồi trước là thầy Hóa dạy, không biết giờ ai dạy. Thầy Hóa. Vâng, là thầy Hóa đúng không? Thầy Hóa nên dạy môn đó, tại vì môn đó rất là quan trọng. Thật ra là thầy hơi khó thôi, nhưng mà những cái học chung trong chị muốn đi lắm mà chưa học phụ huynh cho con bao giờ, 4 năm rồi. Để đảm bảo cái viên thuốc từ nhà máy đến tay của cái người sử dụng á, nó chất lượng nó không bị thay đổi thôi. Thôi rồi. Em hứa với nó rồi. Đây, ở đây mình sẽ có những cái phương pháp trồng mẫu ha. Không biết là ở trong lớp mình có anh chị nào mà mình làm đề tài không? Có rồi thôi, chị nhận các chị nào mà có ý định lên học thạc sĩ hay là học đặc biệt học đại chán trường mình thôi. Hy vọng là trường tha cho mình trong năm cuối này thôi, đúng không? Tha đi cho rồi chứ không? Cần phải đời xa nhau, thật nhân cảm, nhân cảm. Đây nó có những cái phương pháp chọn mẫu, gồm có là chọn mẫu tự nhiên đơn giản nè, chọn mẫu tự nhiên cả thống nè, chọn mẫu cả khối nè, chọn mẫu không cần và chọn mẫu kim giai đoạn. Mỗi một cái phương pháp này nó thì có ưu điểm và nhược điểm khác nhau, tuy nhiên là mình sẽ không có đi sâu vào phần này. Các chị chỉ cần nhớ là nó có nhiều phương pháp chọn mẫu và nhớ được cái từ khóa ở đây là được rồi. Và sau này giả sử nha, các chị nào mà có đạt đề tài mà đề hoặc là sau này làm đời xô đẩy mình phải lên làm sếp thì mình phải đi học chuyên khoa hoặc là phải đi học thạc sĩ, quay lại trường thì sẽ học lại cái này một lần nữa. Chắc chắn là khi làm đề tài các chị sẽ phải học cái này lại một lần nữa không? Thứ nhất là một phương pháp nghiên cứu học nè, thứ hai là công nghệ thông tin trường nè. Rồi những cái này nè, những cái mà em biết chương trình là sau này các chị sẽ phải làm. Nếu các chị có học, sau này học. Vâng, thì các chị quay lại đây, các chị lấy những cái tờ khá này nè, chị lên mong được điều đấy xảy ra. Vâng, một cái trọng hợp của chị sẽ xảy ra đấy, cái tờ khá này nè. Nè, đưa cho các con đặt cháu đông đó. Sau này, biết đâu bây giờ cháu đặt 70 tuổi phải đi học đó, để xài cái này. Rồi, đây là slide quan trọng nhất trong bài này. Highlight quan trọng. Chế đốt uống dụng thường thân. Highlight lên. Slide này sẽ là slide quan trọng nhất hơn. Là slide gốc, highlight phần còn lại. Hôm nay các chị có mang máy tính gia sư cầm tay không? Đó. Trong cái buổi đầu tiên mình có nhận các chị rồi đó. Các bạn học tập cũng có ghi rồi đó. Thứ 3 và thứ 6 mang máy tính cầm tay đi không? Hay quá. Hoặc là ai mà kiểu có tư độ tính Excel ok á thì mình cũng có thể tính tính Excel, nhưng mà không có một cái công tác. Các chị hãy tính những cái công thức này đây ha. Hay quá, em có hay. Rồi, mình sẽ bắt đầu công thức cái slide này thôi. Hay là slide quan trọng nhất, các chị nhớ nha. Còn ước tính cỡ mẫu của mình á, nó sẽ có rất là nhiều công thức. Nó phải có từ khoảng tầm 10 mấy đến 20 mấy công thức lận. Tuy nhiên á, là trong cái chương trình của mình á, nó chỉ có khoảng thời gian rất là ngắn, nên là bộ môn hướng dẫn các chị 4 công thức cơ bản nhất. Và 4 công thức cơ bản nhất. Sau này nếu các chị có gặp những cái công thức khác á, thì các chị có thể học thêm cho nó thôi. Đây là 4 công thức cơ bản nhất. Mình sẽ có công thức ước tính cỡ mẫu số trung bình và công thức ước tính cỡ mẫu tỷ số thôi các chị. Số thôi. Rồi, số trung bình là sao? Tỷ số là sao? Các chị lúc trước học bài tập á.
thử coi thử coi là bài này á thì xài công thức tính nào không? Hãy
hay hơn, thế thì có tin cậy. Các chị lọc ngay lên slide phía sau ha. Các chị lọc ngay slide phía sau mình có thể số tin cậy biết gì. 90 là 176. Rồi, mình có thể số tin cậy biết không? Mình lấy một cái ví dụ của cái bài như thế này. Người ta sẽ cho các chị độ tin cậy 95% này. Thấy không? Rồi, các chị lên chỗ này, các chị đổi ra 95% là đổi thành số tin cậy biết nè. 1/960 thì lúc này các chị thấy số đếm thì mình sẽ là 1/960. Đúng không ạ? Rồi, ví dụ liên quan thành qua bài số 2 thôi. Còn tin cậy cũng 95% luôn, có nghĩa là đếm của các chị sẽ là 1/960. Các chị thấy cái số đó vô là xong. Giả sử người ta không có cho đổi tin cậy. Giả sử người ta không có cho điều kiện này, làm sao? Rồi, các chị ghi chú ra một nhầm thôi. Nếu như mà đề không cho độ tin cậy thì mình sẽ mặc định độ tin cậy là 95%. Ghi chú lại là nếu như mà đề người ta không có cho độ tin cậy thì các chị sẽ mặc định độ tin cậy là 95%. Rồi, tại sao? Tại vì á, độ tin cậy 95% nghĩa là cái độ tin cậy mà thường thấy trong ngành trường của mình không? Thường thấy nhất trong ngành trường của mình sẽ là độ tin cậy 95% không? Rồi, chỉ có một môn chuyên ngành là yêu cầu cao hơn, có độ tin cậy 99% lận. Chị có thấy ở đâu không? Trong ngành trường của mình á, có thấy chỗ nào mà yêu cầu tới 99% với quan môn không? Thì yêu cầu của độ tin cậy tới 99% lận. Còn ví dụ như các chị sau này nếu mà có đi nghiên cứu về gây nên tính tới dường này hoặc là gây nên các cái môn liên quan đến nó sinh học cơ thể á, ví dụ như sinh học phân tử rồi cái bào đó, thì độ tin cậy của nó có thể thấp hơn là 90% hoặc là 80% thì, nhưng mà thông thường nhất trong ngành dường của mình sẽ là 95%. Cho nên nếu như mà người ta không có đề cập gì đến độ tin cậy thì cái nghiên cứu khẳng định nó là 95%. Còn nếu mà người ta có đề cập thì mình sử dụng cái con số chủ đề đó, chuyển 95% gì đó thì mình sẽ sử dụng cái con số chủ đề. Rồi tiếp nè, đây là sai số thì nó quá rõ ràng rồi ha. Sigma là độ lần chuẩn dân số ha. Cái này ví dụ như một cái bài người ta sẽ cho các chị độ lần chuẩn là bao nhiêu đó, các chị cứ điền vào là xong ha. Rồi, các chị nhìn qua cái công thức bên này nè. Nó có cái n lớn này là cái gì vậy chị? Số. Đúng rồi, n lớn này là dân số nha. N nhỏ này là cái gì? Đúng rồi đó, n nhỏ là tổ mẫu đó, chị cũng biết đó. Thì cái n lớn hay là dân số hơn, thì n nhỏ hay là tổ mẫu nha. Mình nói nhiều khi các chị không có để ý á. Rồi, bây giờ mình qua cái công thức ứng tính tổ mẫu tỷ số ha. Z là hệ số tính cạnh nói rồi nè, đây là sai số có rồi nè. P là tỷ lệ điều tra là cái gì không? Thì các chị bước xuống bài số 5 không? Rồi, nếu như mà người ta không có cho tỷ lệ điều tra này,
nếu người ta không có cho điều kiện này thì các chị sẽ mặc định nó là 50% hơn, có nghĩa là bằng 0,5 đó. Nếu người ta không có cho điều kiện này đó, không có cho điều kiện là nghiên cứu năm 2015, 2014 gì đó là 30% đó, thì các chị sẽ mặc định nó là 50%, tức là bằng 0,5. Nếu mà người ta cho bỏ cái bài này hết nha.